bay mà không. Anh cầm máy quay như là con về nó xem thấy lạ. Kinh quá này. Đây vẫn hỏi lắm. Đây. Vâng. Để đang nói chuyện với anh là hoàn cảnh như thế. Nhà mình thì rộng rãi đủ chỗ cho con về đấy, nhưng mà lúc nào con cũng về. Thế bảo cả đang đi làm ăn chứ. Còn chưa sắp xếp được hết đâu. Để chỗ nào mà còn đang trống trải để chờ anh ấy về anh ấy tính toán. Có chỗ để cho anh còn bày.